Rồi chào mọi người nhé. Thì hiện tại vừa sửa xong một sản phẩm vang số JBL. Model đây là KX180 với lỗi là khách thì là không ăn phần mềm này. Sản phẩm này thì mình nhận xử lý cho một anh bạn thợ kỹ thuật nhé. Hiện tại là máy đã nhận được nền. Mọi người quan sát trên giao diện mình cắm này, cắm cáp này. Auto nhận nhé. Qua đây nhỉ. Đã báo kết nối bình thường. Cái màn chỗ này mình đang viết mực cho nên hơi nhòe. Cái hiện tượng lỗi không nhận phần mềm trên cái dòng KX180 này thì cũng rất ít khi gặp. Đó. Đa phần là máy sẽ bị lỗi là DSP boot loading này, khởi động đi khởi động lại này. Thứ hai là báo lỗi SLK. Thứ ba là treo máy không khởi động hoặc là mất hiển thị. Thường là bị những cái lỗi đấy thôi. Còn những trường hợp về lỗi về tín hiệu thì là có thể là lỗi nghẹt tiếng hoặc là máy lên bình thường nhưng mất tiếng hoàn toàn. Không gặp ít. Đại đa phần là sẽ bị là báo lỗi LK, thứ hai là lỗi DSP boot loading, thứ ba là lỗi treo máy khởi động. Còn một lỗi nữa đó là lỗi không lưu được mọi người nhé, là server không lưu được. Đó. Không nhận phần mềm thì rất ít gặp. Từ ngày mình sửa cái dòng này thì mới gặp máy này là máy thứ hai là vì trường hợp nó không nhận phần mềm. Cáp một lúc nào thì sẽ tự out. Đó. Còn mấy cái đèn màu ngắt này. Hơi ồn một chút. Và đặc biệt là cái công nghệ của cái dòng vang này thì mình đã làm sửa hoàn toàn rồi. Đó nên là sẽ hỗ trợ khách hàng là sửa chữa được công nghệ toàn bộ tất cả các cái hiện tượng lỗi có thể sinh ra trên cái đời vang này. Mọi thông tin chi tiết về sửa chữa thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy đó là 0868 599 624 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên trao đổi cụ thể tư vấn mọi người nhé. Mọi người những ai chưa đăng ký kênh thì có thể muốn đăng ký kênh và cũng như là hay kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để thường xuyên theo dõi cũng như là cập nhật được sớm nhất những video mà kênh vừa đăng tải ngày hàng ngày.